là thêm một cái set mới cực kỳ xinh luôn các chị. Như những cái set trước thì các chị thấy á, là hay là những cái set bộ nè, quần riêng, áo riêng, hoặc là những cái set năng động. Còn thay vì những cái set đó thì hôm nay bên em về một cái mẫu set cực kỳ rất là đáng yêu luôn, là kiểu như một cái đầm công chúa nha các chị. Nhưng mà nó là hai món, là áo riêng với lại cái chân váy riêng. Các chị có thể phối áo này với chân váy khác, hoặc là chân váy này với lại áo khác cũng được nha các chị. Chân váy thì nó sẽ làm bằng chất liệu là bằng vải phôn lưới. Nó có tới 3 lớp cho các chị lận, mặc rất là dày dặn và cái form của nó xòe, tạo được một cái độ bồng bềnh cho cái đầm á. Những chị nào mà có bụng thì mặc cái form này lên, nó che được bụng hết cho các chị. Phần áo thì nó sẽ có cái bo chung co giãn nè. Đó, và phía sau thì nó sẽ có cái dây thắt cho các chị tùy chỉnh cái phần phần ngang ngực ha. Ví dụ như muốn cổ sâu thì mình nới rộng cái dây ra tí xíu, hoặc muốn cổ này cao lên thì mình cột chặt lại, hoặc là cột cổ yếm vẫn rất là xinh. Set này thì các chị có thể mặc được khoảng 55-57kg. Cái phần bo chung, cái eo của nó co giãn, mặc thoải mái cực kỳ các chị. Màu đen thì sang rồi, các chị có thể phối với lại phụ kiện bất kỳ. Ví dụ như em phối với lại một cái túi xách màu đỏ đây. Đó, các chị thấy xinh không? Mình đi tiện nhìn rất là sang ha, nhìn gọn người rồi các chị. Màu đen hoặc trắng da, các chị nào mà da hơi ngâm hoặc là da trắng gì mình mặc vẫn đẹp hết trơn á. Bên em nhập về có một màu duy nhất thôi. Và chị nào mà muốn sở hữu ngay cái set này thì mọi người